Một ngày trốn khỏi thành phố tấp nập xô bồ đến con suối đá cổng mát rượi chỉ cách Hà Nội có 80 km thì có gì? Đẹp này, 10 điểm, chốt luôn này. Suối đá cổng địa điểm du lịch hot hit mới được review gần đây đảm bảo sẽ không làm các bạn thất vọng. Cách Hà Nội khoảng 80 km, nơi đây chưa bị dịch vụ du lịch can thiệp quá nhiều nên là vẫn hẳn nguyên vẻ đẹp hoang sơ. Chính vì vậy khi các bạn đến đây thì sẽ thấm nhuần được từ sinh tồn là như thế nào. Ai có suy nghĩ đi suối không có gì chơi thì là sai thật rồi đấy nhá. Ngoài dòng nước trong mát ra thì nơi đây còn được thiên nhiên ưu ái với địa hình đa dạng, có đoạn nước sâu xanh trong, có đoạn đá cao để lội nhảy tắm suối, có đoạn nước nông và nhiều đá tảng để cho các bác tha hồ chill nhá. Nước suối đây thì trong xanh và rất mát, suối chảy giữa hai khe núi tạo thành một hùm sâu rất thích hợp để tắm suối luôn. Đặc biệt là ở đây thì sẽ chỉ mất tiền vé gửi xe chứ không thu vé vào, nên là nếu không sử dụng các dịch vụ như là bếp nướng, chỗ nghỉ qua đêm thì còn lại sẽ hoàn toàn free nha các bác ơi. Đúng là phù hợp cho những các bác eo hẹp kinh tế nhưng vẫn muốn thưởng thức thiên nhiên như em. Để các bác cũng như em thì rủ bạn bè xét lịch đi ngay thôi nhá.